Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thảo Phan. Bạn Thảo Phan hỏi là hơn ngoài lời crypto, nhưng hai anh có nhận định gì về giá bất động sản sắp tới không ạ? Liệu giá đất sẽ bị tác động như thế nào bởi khủng hoảng, và nếu giảm thì khi nào sẽ giảm? Nhà em đang có đất, đang không biết nên bán hay nên giữ, mong em tư vấn. Anh Đông ơi. Ơi, cái đầu tiên là như này, cái đất ở Việt Nam thì nói cho nhanh ấy, là giảm thì chả biết có giảm không, nhưng mà bán không có ai mua. Đấy là một cái điều mà khủng hoảng nó xảy ra thì bán sẽ không người mua. Thật ra là tất cả những cái này nó là một cái rất là ảo. Cái người mà thực sự có tiền, thực sự có nhu cầu có nhà ở ấy, thì không có ai có tiền để mua cả. Và những cái người có tiền mua là những cái người đã có nhà ở rồi, người ta mua để chờ lên người ta lại bán lại thôi. Đa số là những người kinh doanh mua bán với nhau, chứ nó không phải là nhu cầu thật. Cho nên là những cái đất ở những cái vùng trung tâm á, thì có thể giá sẽ không xuống và vẫn có thể giao dịch được, hoặc là xuống thấp. Nhưng mà đất ở những cái dự án, những cái vùng ven thì nói cho nhanh là nếu mà bây giờ mà có khách mà mua thì bán ngay lập tức, không bán. Còn nếu không, để là nếu mà không bán được trong những cái lúc sóng lên như này, ví dụ như mai mốt sẽ có một vài gói kích cầu, rồi là những cái đầu tư công nó nhồi ra, là cái cơ hội để mà chạy. Còn nếu không thì theo tôi nghĩ là phải 10 năm nữa các bạn mới bán được. Còn giá thì có thể không xuống, treo để đấy thôi, thì có ai mua đâu mà có giá. Tất cả những cái mà nó giao dịch hiện tại bây giờ là cò nó giao dịch với nhau thôi. Ở đây ví dụ này nhá, một cái ví dụ rất đơn giản ở ngoài Phú Quốc á, cái làn sóng đầu tiên là cái lớp mà người ta biết về chính sách 2011, là người ta biết chính sách quy hoạch cái huyện đảo Phú Quốc, người ta ra người ta mua hecta chừng khoảng 30-40 triệu à. Người ta để đấy 2016. À, cái lớp đầu tiên đấy nó bán lại cho cái lớp thứ hai thì nó được khoảng nhân đôi nhân ba gì đấy, xong cái lớp thứ hai nó mới phân lô bán nền các thứ, nó làm rùm beng lên đến 2019 là cái nợ, là cái tầng lớp cuối cùng, là những cái cặp về hưu các thứ, rồi giáo viên, rồi công nhân các thứ dành dụm được. Mở thấy thằng hàng xóm nó ra Phú Quốc nó mua ngày hôm trước, ngày hôm sau bán gấp đôi, thế là nó rủ beng ra mua, là mua bây giờ ôm đấy. Nhưng mà xin thưa với các bạn ấy, là đất Phú Quốc ai ra đấy để mà ở? Những cái chỗ để kinh doanh là những chỗ mặt đường thì nó không xuống giá, vẫn giao dịch được. Nhưng mà những cái chỗ ở trong rừng tràm ấy thì có phát triển công nghiệp đâu mà ở. Xây dựng nhà hàng khách sạn không được. Thế ai là người ra đấy ở để các bạn bán? Cho nên là phải vài chục năm nữa thì đất Phú Quốc nó mới lấy lại được cái giá của 2019. Đấy là những cái chỗ mà cò nó thổi lên thôi, chứ nhu cầu thật không có. Các bạn nhìn cái thành phố Bình Dương sát vách Sài Gòn, chạy bộ cũng tới nơi, đẹp hoành tráng, đường to, hai làn ô tô to đùng, có ai ở không? Lên để thử xem có ai ở không. Quy hoạch bao nhiêu năm, lên thành phố bao nhiêu năm rồi, làm gì có người ở? Thế thì bán cho ai? Cho nên là nếu mà có đất bây giờ mà trừ nhà ở trong các cái lõi trung tâm thành phố, thị trấn, thị xã thì không có vấn đề gì. Tức là dù rằng kinh tế có suy thoái thì sau này nó vẫn giao dịch được. Nhưng mà nếu mà đất dự án bây giờ cứ có người mua bán ra. Đấy là ý tôi. Còn nó ai không thì phải Nói chung chờ. là nếu như bao giờ không bán thì nói chung là kiểu gì nó cũng sẽ bán được, giá nó sẽ không giảm, nhưng mà chắc là 10 năm nữa sẽ bán được, sẽ có ngày về bờ thôi. Ở đây có một câu hỏi khác, đó là theo anh Đông thì qua thị trường bất động sản nha, thì câu hỏi này có liên quan, đó là theo anh Đông thì bất động sản sẽ giảm bao nhiêu lần khi khủng hoảng xảy ra? Cái bất động sản mà giảm bao nhiêu lần nữa là cái câu mà cũng không trả lời được. Là nó như thế này này, một là ví dụ như một cái ông bị vỡ nợ mà bán trộm nhà để đi thì giá đếch nào cũng bán. Bán Chạy bí mật mà, bán bí mật. Hôm nay tôi còn đang ở nhưng sáng mai là dọn đi hết rồi, không còn gì cả, sang chủ khác rồi, thì những cái đấy thì giá nó sẽ giảm vô cùng tận. Thế và cái thứ hai nữa là bây giờ mình quan sát những cái gói nợ xấu của các công ty bất động sản á, nó nhiều hay nó ít, mà những cái đấy thì cái số liệu ở Việt Nam thì lúc nào vỡ mình mới biết, chứ nó không công bố để cho mình nắm được.
tôi cũng không đánh giá được. Chẳng hạn như tổng nợ xấu về bất động sản ở Việt Nam bây giờ nó bao nhiêu thì lúc đấy mình mới đánh giá được là những cái thằng đấy là cái khả năng nó có bị ngân hàng thu hồi, hay là ví dụ như ngân hàng nó thu hồi nó phát mãi thì mình phải có những cái số liệu, chẳng hạn như nó thế chấp những cái đấy, nó thế chấp và ngân hàng là được bao nhiêu phần trăm thì mình mới biết được ngân hàng nó sẽ phát mãi bao nhiêu. Nhưng ở Việt Nam nó bị cái là một dự án nó cầm 3-4 ngân hàng được, cho nên là cái giá mà phát mãi anh cũng biết là nó thế nào. Nhưng mà theo anh nghĩ là những cái chỗ nào mà nó lên cực cao, chẳng hạn như là những cái khu Phú Quốc này, khu Bà Rịa Vũng Tàu mà nó không nằm ở chỗ thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, nó lại ra mãi cái chỗ Xuyên Mộc, một cái nơi rừng trước nó là rừng thiêng nước độc, giờ nó vẽ dự án nó xôn xao nên là mua đấy thì xin thưa là nó sẽ không bao giờ, tức là trong vòng 10 năm nữa nó sẽ không có giao dịch, chứ nó không phải là giá nó xuống bao nhiêu lần, vì lúc đấy anh có bán rẻ người ta cũng không mua, mua cũng không để làm gì cả. Bây giờ mua 100 mét thì không trồng được cây, để mua cả mấy ngàn mét thì mới trồng được cây, còn mua để ở thì chẳng ai đi về cái chỗ Xuyên Mộc, chỗ rừng ven cái bờ hồ du lịch gì đấy ở Xuyên Mộc mà, cho nên có rẻ cũng không bán được.